Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Ba viên bi màu đỏ. Ông bà Miller có một tiệm nông sản nhỏ trong làng. Vì quý mến tính tình hiền hậu, tốt bụng của cả hai mà người dân trong làng thường xuyên đến mua ủng hộ. Chào Barry, con khỏe không? Chào ông Miller, con khỏe ạ. Con đang ngắm giỏ quả đậu này, trông chúng ngon thiệt đó. Chúng ngon lắm Barry ạ, mẹ con khỏe không? Dạo này sức khỏe mẹ con cũng ổn hơn trước rồi ạ. Tốt, ta có thể giúp gì cho con nào? Thưa ông không ạ, con chỉ ngắm giỏ đậu thôi. Con có muốn lấy một ít không? Dạ không, con không có tiền trả đâu. Được, thế con có gì để đổi nào? Con chỉ có một viên bi, con mới chơi thắng được thôi ạ. Thế à? Cho ta coi nào. Đây, viên đẹp nhất đó ạ. Ôi, nó màu xanh à. Nhưng ta đang cần viên màu đỏ. Con có viên màu đỏ không? Con không nhớ. Để con về nhà tìm coi sao. Nè, con đem giỏ đậu này về nhà đi. Và lần sau mang cho ta viên đỏ nha. Con hứa. Con cảm ơn ông ạ. Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Nhà chúng nghèo lắm. Ông nhà tôi cứ thích đổi chác. Khi thì cho chúng trái đậu, táo. Khi thì cà chua rồi nhiều thứ khác. Lúc nào chúng giơ viên bi màu xanh ra, ông ấy lại nói chúng cầm một ít rau quả về nhà và lần sau mang viên bi màu đỏ tới cho ông ấy. Vừa để chúng chịu mang rau quả về nhà ngay, vừa để chúng cảm thấy chúng thực sự đã làm gì để trao đổi, chứ không phải là xin xỏ hay là cho không. Ông ấy lúc nào cũng nghĩ thế đó. Con nghĩ mình thiệt may mắn khi được nghe câu chuyện này. Ông bà nhân hậu và tốt bụng quá. Con mong ông bà có thiệt nhiều sức khỏe. 3 năm sau. Xin lỗi, cháu là... Con là khách hàng ngày trước thường xuyên đến cửa hàng nông sản của ông bà. Bà còn kể cho con nghe câu chuyện về những viên bi nữa đó ạ. Biết tin ông mất nên con muốn qua nhà chia buồn và hỏi thăm. À, ta nhớ rồi. Mời cháu vào nhà. Tụi con mong bà cố gắng vượt qua đau buồn và giữ gìn sức khỏe. Bà hãy an lòng về ông con đi, vì ông là một người tốt nhất trên đời nên sẽ luôn thanh thản. Lúc nào về thăm nhà, tụi con sẽ ghé qua thăm bà, nha bà. Ba chàng trai hồi nãy chính là những cậu bé ngày trước mà bà kể cho cháu nghe đó. Các cậu ấy nói là luôn biết ơn những gì ông đã đổi chác cho mình ngày xưa. Khi nhận được tin ông mất, các cậu ấy hẹn nhau quay về và giúp bà lo liệu tang lễ cho ông chu tất. Cháu biết không, ông Miller luôn nghĩ mình là người giàu có nhất làng này với những viên bi ông ấy có được đó. Không bao giờ là quá muộn để chúng ta nhận ra còn những điều kỳ diệu vẫn đang xảy ra. Đó không phải là những gì bạn có được, mà là những điều bạn đã ban tặng cho mọi người để làm cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.